Xin chào các bạn. Các bạn xem cái mùa dịch này mình ăn ăn cơm như thế nào nha. Mình có mua bông cải xanh nè. Mùa dịch này ăn đơn giản các bạn ơi, không có đi chợ được. Giờ hôm qua còn khúc bầu. Đây là củ cải muối nè các bạn, cái hồi mình chiên với trứng gà. Mình ngâm với nước để cho một hồi nó nhả ra bớt mặn nha các bạn. Đây mình ngâm cái bông cải. Hồi mình luộc rồi mình chấm chao. Rồi hột gà chiên với củ cải sắp ống sắc nhuyễn. Giờ mình bắt cái nồi lên, mình hấp cái bịch manu này nè, mandu, thịt và bắp cho ăn chay mình ăn nha các bạn. Các bạn, mình để vô đây mình hấp. Hấp này khoảng 20 phút. Rồi cái 20 phút chín rồi mình nhắc xuống. 20 phút là ăn được nha các bạn. Giờ để mình sắc hành. Sắc hành để chiên hột vịt. Chiên hột gà chứ. Hột gà chiên với cải xá bấu. Mùa vịt này ăn đơn giản thôi các bạn ơi. Thêm trời mưa không có đi chợ nữa. Giờ mình đập trứng vô tô. Để chút xíu muối vô rồi các bạn. Hạt nêm. Nêm nếm tùy theo khẩu vị của mỗi người nha các bạn. Tiêu. Chút xíu một mắm cho thơm.
chút xíu đường. Rồi mình đánh trứng lên. Mình để lá hành vô đây, còn cái góc hành để hồi mình xào củ cải muối mình mới để hột vịt vô nha các bạn. Để mình làm thêm miếng chao hồi chấm bầu với lại bông cải luộc nha các bạn. Còn có chút chao. Hết luôn đi, để bỏ cái hũ. Mình cho vô đây chút đường, mình quậy lên các bạn. Còn có nhiêu chao, một hồi mình chấm bông cải xanh đó, các bạn, với lại bầu. Giờ mình chắc bầu để luộc nha các bạn. Giờ mình bắt nồi nước lên để luộc bầu với lại bông cải xanh nha các bạn. Nước đã sôi rồi, mình để bầu vô mình luộc. Mình đậy nắp lại để chín thì mình vớt ra nha các bạn. Cái này đang gần chín rồi nè các bạn. Khoảng 10 phút nó chín. Để mình coi bầu của mình chín chưa nha. Mình đang sôi. Mình để thêm khoảng một chút xíu nữa đi. Bầu của mình giờ vừa chín tới. Mình vớt bầu ra. Ra dĩa cái mình để bông cải vô. Mình luộc tiếp tục. Dĩa
bông cải vô mình luộc tiếp tục nha các bạn. Bông cải mình luộc cũng sắp chín rồi nha các bạn. Thường bông cải mình luộc vừa chín tới cái mình ăn nó có dinh dưỡng hơn. Giờ bông cải xanh mình đã chín rồi, mình vớt ra dĩa xanh âm luôn các bạn ơi. Bông cải ngon dễ sợ. Bông cải mình đã xong, giờ mình chiên trứng với lại cải sáu bóng nha các bạn. Mình cho vào chảo khoảng một muỗng canh dầu ăn. Mình cho góc hành hồi nãy mình cắt đấy, cho vào đây cho thơm. Mình mới biết quay video nó chưa được hoàn chỉnh thôi, mong các bạn xem và thông cảm bỏ qua cho mình nha. Có gì sơ sót xin các bạn góp ý với mình rất là cảm ơn các bạn. Giờ góc hành đã vàng, mình để củ cải muối vô mình xào nha các bạn. Củ cải này nó đã mặn sẵn rồi, mình không có nêm muối thêm nha các bạn. Khỏi nêm nếm, nếu như các bạn thích thì các bạn nêm nếm thêm cũng được. Củ cải muối của mình đã vàng, giờ mình làm để hộp dịch lên nha các bạn. Mình đậy nắp lại cho nó chín cái bề mặt ở trên nha các bạn. Cho nó mau chín. Rồi, tắt để là để mẹ quay với mẹ chụp thumbnail cái rồi xong rồi nghe thử.
Bữa cơm của mình nấu đến đây đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Các bạn thấy cái mùa dịch ăn vậy được không các bạn? Mùa dịch này mình ăn đơn giản thôi, gia đình mình vậy đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe nha. Bye bye.